Công chúa nghịch ngợm vô tình làm đổ nồi, canh đã đổ ra hết hòn đá gần đó. Sau đó liền nghe thấy tiếng rắc vỡ ra, người đàn ông quay đầu lại nhìn thì ra là hòn đá đã bị nứt. Nên anh ta vội vàng ngồi xuống để quan sát kỹ hơn. Sau đó rồi gõ nó ra, tảng đá cứng đột nhiên vỡ vụn, anh ta mỉm cười đầy hài lòng. Hôm sau anh ta liền dẫn một nhóm đàn ông to khỏe đến núi đá để làm thí nghiệm. Mỗi người đàn ông cách nhau 1 mét, dẫn nước từ dưới núi lên đỉnh. Một ngọn lửa dữ dội đã bốc cháy ở lưng chừng núi, nung nóng tảng đá. Chàng trai lợi dụng nguyên lý giãn nở nhiệt và co lạnh, anh ta muốn làm nổ tung ngọn núi này. Quả thật phải ngưỡng mộ, trí tuệ của người cổ đại khá tuyệt vời. Những người đàn ông khỏe mạnh dưới sự chỉ huy của chàng trai đã không ngừng thêm củi vào bên trong. Khi ngọn lửa đang cháy mạnh nhất, chàng trai ra lệnh dội nước. Những người đàn ông lập tức đổ nước vào trong, thấy hơi nước bốc hơi lên từ đá, anh ta nói mọi người nhanh chóng trốn đi. Khi tất cả mọi người đã chạy xuống núi thì nghe được tiếng động lớn và đá phát nổ, cả ngọn núi đá lập tức bị đập tan tành. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người đều reo hò, có nghĩa là thí nghiệm đã rất thành công.